Đây là lần đầu tiên phải nói là mình được ăn một cái lẩu bò nó đã tới như vậy luôn á. Chính chủng chiều xa ngầu dọc phố đó, đó chính là lẩu bò chiều châu. Tại cái hữu phú nhìn tải lại tôi chợ lớn downtown. Cả một tháng ở cửa mình thèm nhất là được đi ăn lẩu á mọi người. Bữa giờ thấy mọi người khen cái lẩu bò chiều châu này quá trời luôn. Cho nên ra thấy một cái là hai vợ chồng mình rủ nhau đi thử liền. Ở đây có tên là Ngu Đỉnh Ký, Ngầu Tỉnh Kỳ. Mới vừa bước vô luôn là các bạn sẽ thấy được một cái gian bếp toàn là thịt bò tươi. Các sư phụ đầu bếp ở đây đều là từ bên chiều châu qua. Điều đặc biệt là ở đây sẽ tận dụng 10 phần thịt ngon nhất của con bò để đem đi nhúng lẩu. Có những phần thịt nó chỉ chiếm một cái số lượng rất là ít, như là cái món gầu bò này nè, gần như là cháy hàng mỗi ngày luôn á. Và đây cũng là lần đầu tiên mình ăn gầu bò tươi nhúng lẩu như vậy. Ăn vô nó giòn giòn thơm và tan trong miệng. Đã tới đây rồi thì các bạn nhất định phải gọi cái combo Ngu Đỉnh Ký này. Đây là 6 loại thịt ngon nhất được nhà hàng chọn sẵn nên mình không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Các bạn thấy không, bò tươi đỏ thịt gần như là cắt ra là ăn liền luôn. Bò viên ở đây cũng là tự làm hết. Nó sẽ có 2 loại, một loại là làm tươi còn một loại là nấu sẵn. Lòng bò ở đây là cực kỳ đa dạng luôn nha mọi người và chế biến rất là sạch sẽ. Có thể nói đây là một cái menu bò nhiều nhất đó giờ mình từng được ăn. Ngoài thịt bò ra thì cái món tôm phỉ thúy này cũng rất là đáng để thử. À, có một cái cũng khá hay là rau và nấm ở đây có những cái loại mà ở ngoài rất là ít chỗ bán. Lúc đầu mình nghe mọi người nói về lẩu bò chiều châu á thì mình nghĩ nó sẽ là loại nước lẩu phá lấu, nhưng mà không có đâu nha. Ở đây có 6 loại nước lẩu khác nhau giống như là những cái nhà hàng bây giờ vậy đó, nhưng mà lại được ninh từ xương bò cho nên ăn cực kỳ ngọt nước luôn. Chọn 2 loại là lẩu bò thâm bổ lượng với lại lẩu cà chua. Khi ăn thì các bạn chỉ cần lấy cái vợt nhúng nhẹ thịt theo cái số thời gian mà nhà hàng đã ghi sẵn cho mình. Thì phần thịt sẽ giữ được độ mềm, tươi và giòn tan trong miệng. Nếu mà muốn ngon hơn nữa thì mọi người nên thử cái sốt sa trà ở đây. Đây là một trong những sốt rất là đặc trưng của món lẩu bò chiều châu này. Còn muốn béo bùi thêm một tí nữa thì các bạn thêm đậu tương phổ ninh vô. Nói chung là ăn một lần là mình cực kỳ thích chỗ này luôn á mọi người. Kiểu như là đồ ngon và tươi, không gian thì lại sáng sủa thoải mái. Còn có cả phòng riêng để cho gia đình cùng nhau ăn nữa nè. Có thêm một cái khu sân thượng ngoài trời, buổi tối ăn nó chiêu chiêu đã lắm. Ngoài lẩu ra thì ở đây còn có các món cơm trưa theo kiểu chiều châu nữa nè. Đây là 2 món cơm mình gọi thêm phải nói là rất là chất lượng luôn. Bữa trưa buồn buồn ghé qua đây ăn cơm trưa cũng được lắm á nha. Thôi lỡ con hủ lòi là mồ hôi sẽ ngồi dục sẽ cắt cơm sọn là.